Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đồng loạt các công ty chăn nuôi lớn có xu hướng tăng giá heo thịt bán ra thì trong ngày hôm nay, giá heo hơi ở trong dân cũng đã tăng khá mạnh, đặc biệt là tại các chợ đầu mối lớn và khu vực ở phía Bắc. Nhiều địa phương ở khu vực này đã xảy ra tình trạng khan hàng cục bộ do các thương lái đặt cọc nhiều hơn. Chợ đầu mối Gia Súc Gia Cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm qua cũng đã xảy ra tình trạng khan hàng. Nhiều thương lái có kinh nghiệm lâu năm tại chợ nhận định rằng Đợt tăng giá này có thể đẩy giá heo hơi tại chợ lên mức từ 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg đối với dòng bán chọn loại 1. Heo ở trong dân trong ngày hôm nay, nhiều địa phương cũng có mức giá từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khi nhận tại chợ đầu mối do súc gia sức già cầm tỉnh Hà Nam, hoạt động mua bán lợn tại chợ đầu mối lớn nhất khu vực đồng bằng sông Hồng và tỉnh Hà Nam tại xã Bối Cầu, huyện Bình Lục này đang tấp nập trở lại. Những ngày gần đây, thị trường mua bán lợn sôi động hẳn. Hiện tại, một số hộ chăn nuôi tại các tỉnh ở khu vực miền Bắc đang tranh thủ thời cơ giá lợn hơi tăng cao để nuôi theo kiểu lướt sóng. Theo đó, thay vì tái đàn bằng lợn con như thường lệ, nhiều hộ chăn nuôi đã mua lợn thịt cỡ lớn, trọng lượng khoảng 100 cho đến 120 kg từ các tỉnh ở thị trường miền Nam vận chuyển ra và sau đó nuôi thêm vài ngày để xuất chuồng bán kiếm lời. Ghi nhận trong ngày hôm nay, nhiều địa phương ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ như khu vực Hà Nội, Hải Dương hay đối với tỉnh Hưng Yên có mức giá giao động từ 51 cho đến 53.000 đồng. Ngay như Ninh Bình hay đối với tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay cũng đã chạm mốc 53.000 đồng trên 1 kg, Vĩnh Phúc ở mức 52.000 đồng. Trong khi đó, các địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi như khu vực Thái Nguyên cũng có mức giá 51 cho đến 52.000 đồng và đặc biệt Phú Thọ trong ngày hôm nay phổ biến mức giá từ 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang cũng đã chạm mốc 53.000 đồng trong ngày hôm nay. Một số địa phương ở khu vực vùng cao, nếu những ngày đầu tuần giá hơi đang dưới 50.000 đồng trên 1 kg, thì trong ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã báo giá 50 cho đến 51.000 đồng. Không chỉ các tỉnh ở thị trường miền Bắc có xu hướng tăng, mà ngay như thị trường miền Trung cũng đang rụt rịch tăng giá trở lại. Trên địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiều nơi báo giá 50.000 đồng trên 1 kg, thậm chí heo dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mức giá 51 cho đến 52.000 đồng ở rất nhiều huyện. Khu vực Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn duy trì mức giá khá thấp, những đàn heo đẹp thì ở mức 48 cho đến 50.000 đồng, xấu thì ở mức 46 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng đã chạm mốc 50.000 đồng ở nhiều nơi như khu vực Đắk Lắk, hay là đối với khu vực Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng. Sau khi công ty cổ phần chăn nuôi CP ở thị trường miền Nam tăng giá heo thịt bán ra 1.000 đồng trong ngày hôm qua thì các tỉnh ở khu vực này cũng đang dục dịch tăng giá trở lại. Tuy nhiên, cái sự chênh lệch giá giữa các tỉnh ở khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ là khá lớn. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, một số địa phương quanh thành phố Hồ Chí Minh như khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Định Vũng Tàu, Bình Dương hay đối với tỉnh Đồng Nai có mức giá dao động từ 47 cho đến 50.000 đồng. Còn khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiều nơi có mức giá cao hơn một chút, đó là Bến Tre, Tiền Giang có mức giá 48.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh phổ biến mức giá dao động từ 48 cho đến 51.000 đồng. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực mỏ cánh Nam của tỉnh Bến Tre, dòng heo xô vẫn bán mức giá khá thấp, chỉ dao động 45 cho đến 46.000 đồng, đẹp thì mới ở mức 48.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Cà Mau, Kiên Giang hay khu vực Bạc Liêu và khu vực Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp hầu như vẫn chưa có sự biến động về giá trong ngày hôm nay. Theo các thương lái có kinh nghiệm lâu năm tại khu vực miền Bắc nhận định, đợt tăng giá này sẽ kéo dài cho đến Tết Dương Lịch và có thể sẽ kéo dài hơn nữa. Chính vì vậy mà các hộ chăn nuôi cần nghe ngóng tình hình, cập nhật giá thường xuyên để bán đỡ lỗ và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo được cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá dao động từ 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Đông Anh của thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay, dòng bán tròn đã bán ở mức giá 52.000 đồng, ba vì 51.000 đồng trên 1 kg. Khu vực ứng hòa của thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay cũng đã có mức giá 51.000 đồng, Hải Dương phổ biến mức giá 52.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Sa Lộc có mức giá này. Cẩm Giang của tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay các hộ chăn nuôi cũng báo giá 51 cho đến 52.000 đồng. Đặc biệt khu vực Thanh Miện của Hải Dương lên mức 53.000 đồng trên 1 kg đối với dòng siêu ba máu bán trọn. Hải Phòng có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Hưng Yên trong ngày hôm nay có mức giá dao động từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Phù Cừ Khói Châu, khu vực tiên lữ của tỉnh Hưng Yên đang phổ biến mức giá 52.000 đồng. Mức giá 53.000 đồng ở huyện Khói Châu vẫn có, nhưng bán với số lượng ít. Vĩnh Phúc có mức giá 52.000 đồng. Lập Thạch, Sông Lô hay khu vực Vĩnh Tường đang có mức giá này. Bắc Ninh phối mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh trong ngày hôm nay, dòng heo đẹp có mức giá rất cao 53.000 đồng. Nam Định 52.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Xuân Trường và Ý Yên trong ngày hôm nay có mức giá 52.000 đồng. Khu vực Yên Khánh của tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng đã chạm mốc 53.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, khu vực Kim Sơn chỉ có mức giá 50 cho đến 51.000 đồng. Yên Mô cũng có mức giá 51.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam 50.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay cũng đã chạm mốc 53.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, một số huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình có mức giá cao như Hưng Hà 53.000 đồng. Cục Đông Hưng trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng, Thái Thụy 53.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng. Ở khu vực Yên Thế của tỉnh Bắc Giang, lợn mẹ trắng có mức giá 50 cho đến 51.000 đồng. Tuy nhiên, đối với bán chọn có mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên phổ biến mức giá 51 cho đến 52.000 đồng. Hục Đại Từ trong ngày hôm nay đã xuất hiện mức giá 52.000 đồng ở nhiều nơi và có thể này mai sẽ xuất hiện mức giá 53.000 đồng. Phú Thọ phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá khục Đoan Hùng đạt 52.000 đồng. Phú Ninh 51.000 đồng trên 1kg. Hục Yên Lập phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Bắc Cạn 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang trong ngày hôm nay ở huyện Yên Sơn có mức giá bán chọn là 50 cho đến 51.000 đồng. Quảng Ninh phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn trong ngày hôm nay nhiều nơi báo giá cục Văn Quang có mức giá dao động 52.000 đồng. Cục Tràng Định có mức giá 51.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai và Yên Bái trong ngày hôm nay hai địa phương này phổ biến mức giá từ 49 cho đến 51.000 đồng. Hà Giang 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Khu Cao Bằng có mức giá 51.000 đồng. Các địa phương ở khu Tây Bắc cũng có xu hướng tăng hơn so với những ngày đầu tuần. Đặc biệt trong ngày hôm nay, khi nhận Hòa Bình có mức giá từ 49 cho đến 52.000 đồng. Xuân La có mức giá 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hai địa phương là Lai Châu và Điện Biên phổ biến mức giá dao động từ 50 cho đến 53.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực miền Trung ghi nhận thanh hóa đối với heo dân có mức giá khá cao, từ 51 cho đến 52.000 đồng, nhưng heo ở các trang trại nhiều nơi chỉ bán với mức giá 49 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An phối mức giá 48 cho đến 51.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay nhiều nơi cũng báo giá 50.000 đồng trên 1 kg, như khu vực hương Sơn của địa phương này. Quảng Bình 47 cho đến 50.000 đồng khu Quảng Trị trong ngày hôm nay dao động mức giá 48 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Ở khu Phú Vàng của Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay, báo giá bình quân đạt 49.000 đồng. Trong khi đó, nhiều địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ như khu Quảng Nam và Quảng Ngãi, khu vực này đang dao động 48 cho đến 50.000 đồng, Bình Định 46 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Ở huyện Hoài Nhơn trong ngày hôm nay, heo đẹp có mức giá 48.000 đồng. Phú Cát heo đẹp 47.000 đồng trên 1 kg. Cục Phú Yên 46 cho đến 49.000 đồng. Khánh Hòa trong ngày hôm nay đạt bình quân 47.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận và Bình Thuận 46 cho đến 49.000 đồng. Các địa phương ở khu Tây Nguyên ghi nhận trong ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 49.000 đồng, Lâm Đồng đạt 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk trong ngày hôm nay 47 cho đến 50.000 đồng, nhiều nơi báo giá đạt 50.000 đồng như khu buôn ma thuật của tỉnh Đắk Lắk. Gia Lai 48.000 đồng, còn tùm trong ngày hôm nay cũng dao động mức giá bình quân 48.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh đạt mức giá 49.000 đồng, Đồng Nai dao động mức giá 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg và đặc biệt Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá 48 cho đến 51.000 đồng. Ở khu vực xuyên mộc của Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay báo giá bình quân 50.000 đồng. Bình Dương 48.000 đồng trên 1 kg. khuộc Tây Ninh trong ngày hôm nay có mức giá 47 cho đến 49.000 đồng. Bình Phước đạt mức giá 48 cho đến 50.000 đồng. Như khuộc Bình Long và Bù Đốp trong ngày hôm nay báo giá lên đến 50.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ, theo ghi nhận trên địa bàn Cần Thơ trong ngày hôm nay, đạt mức giá 47 cho đến 49.000 đồng. Biến tre dòng heo sô 45.000 đồng trên 1 kg, đẹp thì ở mức 48 cho đến 49.000 đồng. Hậu Giang 48.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Đồng Tháp giao động mức giá 48 cho đến 49.000 đồng. Vĩnh Long trong ngày hôm nay có mức giá giao động 47 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Long An 48 cho đến 49.000 đồng. Khi nhận trong ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có mức giá bình quân 48.000 đồng. An Giang 47 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang, một số hộ chăn nuôi báo giá khu Tân Hiệp Kiên Lương có mức giá giao động 47 cho đến 49.000 đồng. Trà Vinh trong ngày hôm nay có mức giá khá cao 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau 49 cho đến 50.000 đồng. Trong khi đó tỉnh Sóc Trăng phổ biến mức giá 47 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi.